chim ngậm biển đấy. Cắm chim vào cô ấy quả ra rồi. Lên bánh xe thì cũng không làm gì được này. Cái này cũng kiểu không bánh xe này mình nhiều cả được. You're eating already? Lên bánh xe thì... Không, nó bo rồi nhưng mà lúc đi bánh xe thì là... Mình có tay rồi còn phù không? Không, mình không sợ đâu, vãi cả đình. Nhìn thế thôi, em lấy đâu là tay. Bây giờ kể cả mấy thằng thang còn đánh thì tiền cuốn làm con phù, mẹ nó cũng làm là nó kém. Và thứ hai nó còn đem thằng đơn sang đây. Tí mà nó dính chân đến cả đất. Đấy mà nhà anh tí xấu rồi á. Nó vai đánh đánh đầu thì em đi chàng thì có lần gì hiện nay thì chuẩn với những cái chủ cũng chấp nhận nhưng mà thấy cái yếu ngả số thì nó cứng đầu nó từ máy ép phải quản luôn đấy máy ép phải quản luôn đấy quản đúng em tưởng em phải quản luôn quản nói đang là gì cái này lên lên như thế lên lại khỏe hơn nhưng một mình chủ động thôi em cứ kiểu là tính nó có cái quản không có cái gì không. Nhưng mà cô bãi quả ấy chẳng may mà hai con giò là chặt mồm em rồi này em thế luôn. Wow. Nên mình ăn thì mình tích được thì mình lại nó khác. Là về cô ấy kém bảy kém là mình đóng bé em. Rồi. Vâng, chúng ta đến với trận đấu chung kết. Mark. Bên kia là vâng, bên mình là Mark Xiang. Và bên kia là Cho Son Xiang. Vâng, Mark Xiang và Son kéo đấu cân rồi. Bãi quả của tí là người cầm Maxey là một bãi quả hơi xấu. Nhưng có quả phụ ở phía ngoài. Một bầy hưu to bầy hưu 6 cùng với đội voi. Rất lọc lá. Vâng, như vậy đang đưa voi về.
đang đưa voi về. Vâng, như vậy là phía ngoài có 17 hiệu nữa, rất nhiều đồ và đồ thậm chí là rất gần. Vâng, bãi quả rất gần bãi quả phụ thôi. À, bãi quả chính rất gần bãi quả phụ thôi. Giá như bãi quả chính là đẹp hơn. Bãi quả phụ là 6 cây dành cho tí người cầm Max đây. Bãi vàng xấu, bãi quả xấu, bãi vàng xấu. Để đến màn hình máy của Seang em nào. Vâng, đây là Sơn, người cầm Seang. Bên kia người cầm Seang là người cầm Seang còi. Tí người cầm Max đây, bắt đầu đóng bên vào. Vâng, nâng công. Ngựa giò nở ra đầy luôn. Bên kia lên đời như nào? Vâng, như vậy là 4 chưa lên đời. Đức Anh người cầm cho son không lên đời. Sơn bên này tí bên này đã lên đời rồi. Nâng cấp công nghệ. Ngựa giò có giáp đầy đủ. Như vậy là màu 2. Màu 2 là cái người dương coi là người cầm Seang. Vâng, như vậy là 3 con ngựa vàng, 3 con dân vàng. Vâng, ăn miếng trả miếng. Ăn miếng trả miếng. Đã lên đời rồi, sao chém ra. Con ngựa giò của hai rất còn rất ít máu thôi. Bỏ bằng vào. Đây là về của game thủ thi. Chúng ta đến với Sơn. 27-32. Bây giờ mới ăn vàng này. Úi giời, ông 14. Bây giờ mới ăn vàng. Quyết tỷ số là 1-0 này.